cây xúc xích bằng Lego của mình. Bây giờ mình sẽ ăn nhá. Các bạn thấy không, cây xúc xích của mình nè. Mà làm ở bên đây là bốn cột, ở bên đây là ba cột. Bây giờ mình sẽ xếp những cây Lego ở những cây xúc xích mới nha các bạn. Tính ra mình làm Lego nhiều thiệt luôn các bạn. Tính ra mình làm Lego đó, mình làm nhiều cái cây xúc xích thay hồ. Wow, lần này mình sẽ làm được 4 cây các bạn, 4 cây. Như là 4 cây đó. Ở bên đây. Wow, mình làm được 4 cây luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gắp thêm những cây mới. Bây giờ mình sẽ gắp để hoặc này gì mày rồi để này. Ok, và các bạn chứng những món ăn siêu ngon từ Lego. Let's go. Wow, các bạn thấy không, đây là 5 cây xúc xích của mình bằng Lego hả? Tính ra các bạn thấy làm ảo thực đấy không, quá ảo thực đấy luôn. Ui trời ơi, gãy hết luôn rồi. Nhưng mà không sao. Ở đây thì mình sẽ làm được 2 cây. Bây giờ mình sẽ gắn thêm. Bây giờ mình sẽ làm những cây xúc xích mới nữa. Đó là những cây xúc xích cao cấp. Và xịn xò combo. Xịn xò combo luôn các bạn. Xịn xò combo địch luôn. Thật là. Khá là khó để làm được một cái xúc xích siêu VIP các bạn. Rất là siêu VIP luôn. Đó, các bạn thấy không? Mình... À! Mình phải gắn ở dưới luôn các bạn. Ơi, gắn không được à. Ây da. À. Nhà làm xúc xích này khó gì kêu.